Hàng nhái 1,8 triệu đã xuất hiện ở Việt Nam. Cửa hàng mình đang bán iPhone 11 nhái với giá xỉ từ 1,8 triệu đồng. Còn đối với khách mua lẻ mức giá của model này là 2,1 triệu đồng. Một chủ cửa hàng chuyên bán smartphone nhái trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Chủ cửa hàng này cũng cho biết những mẫu iPhone 11 nhái có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các nhà sản xuất ở Trung Quốc đã dựa theo những thông tin, hình ảnh do gì trên mạng để tạo nên chiếc iPhone này, ngoài trưng bày tại các cửa hàng. Một số website còn giao bán những mẫu iPhone 11 Đài Loan loại 1. Mức giá giao bán iPhone 11 nhái có sự chênh lệnh giữa các cửa hàng từ 800 đến 1,4 triệu đồng. Trên các trang web, mức giá của iPhone 11 nhái từ 2,1 đến 3,5 triệu đồng. Mức giá này bằng với một số model chính hãng giá rẻ của Samsung, Oppo hay Xiaomi. Các mẫu máy nhái đều có kiểu dáng giống như những hình ảnh. Thông tin về iPhone 11 được dò dỉ gần đây với hệ thống 3 camera sau, màn hình khuyết đỉnh phía trước, được trang bị hệ thống 3 camera phía sau nhưng thực tế máy chỉ có camera đơn 12 megapixel. Model này cho chất lượng ảnh rất kém khi chụp, có tình trạng bị noa và sai lệch về màu sắc. Các cửa hàng cho biết, do Apple chưa giới thiệu iPhone 11 nên nhiều người dùng không quan tâm nhiều đến sản phẩm này. Không chỉ Việt Nam, kênh YouTube Amazing Unboxing đã đăng tải video trải nghiệm iPhone 11 Max với 3 phiên bản màu vàng, bạc và đen vào ngày 3 tháng 7 và thu hút được hơn 100.000 lượt view.